Chào các bạn, tiếp theo là cốt chà bí đao ha. Thì đây là loại nguyên liệu để chúng ta có thể làm được cũng khá là nhiều món. Chúng ta có thể sử dụng trực tiếp để nấu nước chà bí đao. Thì chúng ta có thể sử dụng một viên này là 600g ha mọi người. Trong đây có một viên lớn 600g. Thì chúng ta sẽ sử dụng viên này cho từ 5 tới 6 lít nước. Và sau đó chúng ta sẽ nêm nếm lại cho cái độ ngọt nó vừa với khẩu vị của chúng ta ha. Đây là cốt chà bí đao sản xuất nguyên chất từ quả bí đao tươi luôn, nên các bạn cứ yên tâm, sản xuất nguyên chất nên chúng đảm bảo cho sức khỏe hơn. Thì hiện tại đang có hàng sẵn tại Bếp Ba, nếu mà các bạn có nhu cầu mua hàng thì cứ đến trực tiếp Bếp Ba hoặc liên hệ qua các nick Zalo trợ lý Bếp Ba để đặt hàng nha. Ngoài ra các bạn còn có thể sử dụng nó cho sốt đường đen để chúng ta làm các món sữa tươi trân châu đường đen nè, sữa tươi đá kim đường đen. Để làm nên cái sốt đó thì chúng ta cần có cốt chà bí đao này để cho nó thơm hơn.